Việt Nam điều chế thành công thuốc trị COVID-19, chuẩn bị thử nghiệm trên người. Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế vừa phê duyệt đề cương nghiên cứu lâm sàng thuốc từ dược liệu Việt Nam trên bệnh nhân COVID-19. Sáng 10 tháng 8, tại họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19, Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế đã quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu lâm sàng thuốc từ dược liệu Việt Nam có tên gọi là VipDevice trên bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công trình do phó giáo sư tiến sĩ lê quang huấn nghiên cứu viên cao cấp của viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ chủ trì thuốc vip được bào chế trên cơ sở tương tác cộng hưởng giữa các hoạt chất theo cơ chế ngăn cản sự bám dính của virus với tế bào chủ làm mất khả năng xâm nhập của virus trong tế bào chủ ức chế khả năng nhân lên của virus trong tế bào Điều này đồng nghĩa với việc các hạt virus xâm nhập vào bên trong tế bào chủ cũng sẽ mất khả năng tăng sinh và kích hoạt các tế bào miễn dịch để chúng nhận biết, phong tỏa và loại trừ các hạt virus. Qua thử nghiệm thuốc trên thỏ cho thấy, thuốc Vipdevice an toàn, tăng cường miễn dịch có tác dụng ức chế sự phát hiện của virus H5N1 và SARS-CoV-2, thỏ tăng cân, khỏe mạnh, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở tổ chức nội tạng. Kết quả đánh giá cũng cho thấy thuốc Vibdevai có khả năng ức chế được sự phát triển của SARS-CoV-2 ở nồng độ virus cho kết quả xét nghiệm dương tính F0. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn cho biết, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng chứng minh độ an toàn và khả năng ức chế virus SARS-CoV-2 của Vibdevai. Đây cũng là cơ sở để nhóm tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của thuốc trên người bệnh ở giai đoạn lâm sàng thuốc vipdv cần tiếp tục thử nghiệm và nghiên cứu để đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng đại trà nhóm nghiên cứu cũng mong muốn được rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng để sớm có thuốc đưa vào sử dụng trong điều kiện đặc biệt hiện nay hiện thuốc cũng được nhóm nghiên cứu xây dựng quy trình tạo viên nén trên cơ sở các thảo dược việt nam đáp ứng tiêu chuẩn dược điển đảm bảo khả năng sản xuất kịp thời phục vụ phòng chống dịch tiến sĩ nguyễn ngô quang phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo hy vọng sau khi nghiên cứu lâm sàng chứng minh được tác dụng của thuốc và các đánh giá kiểm định của cơ quan kiểm định sự kiến từ nay đến cuối năm chúng ta có thể xem xét cấp phép lưu hành sản phẩm này